cha tôi lìa xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Con cúi đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trong căn nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha tôi nhìn tôi dài khờ. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt. Bỗng một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Nam mô A Di Đà Phật.
Cha ơi, giờ khâm liệm nhập quan với phong tục của người Việt Nam, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, bởi đây là khoảnh khắc cha bước sang một thế giới mới, xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để một mai khi cốt người sẽ hóa thân về nơi cát bụi. Chính vì vậy mà giờ đây họ hàng nội ngoại tộc, thân bằng cố hữu, người bạn đời yêu quý của cha, chị em chúng con và các cháu nội ngoại của cha, ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo người thân lần cuối, để rồi ngày mai, ngày kia, mãi mãi chia xa. Kính thưa toàn thể nhân dân, vừa rồi là gia đình và gia tộc đã tổ chức làm lễ nhập quan cho ông Bùi Duy Cường đã được chu niên hoàn tất. Chuyện này mời của gia đình tăng chủ xin kính mời các tổ công các bà cùng quý vị thanh niên tuần tra và toàn thể nhân dân thưa nước thưa chào chia buồn cùng toàn thể tăng quyến trong gia đình mỗi tối có gì sơ xuất gia đình xin được thứ thay mặt gia đình và phụ hộ Nguyễn Thị Hạnh trưởng nam Bùi Duy Thịnh cùng anh em con cháu trong tam viện xin đa tạ cảm ơn. Để bắt đầu cử hành lễ viếng cho hương hồn ông Bùi Duy Cường buổi chiều ngày hôm nay, ra đây ban tam lễ để xin chân thành giới thiệu và kính mời lễ viếng đầu tiên của dòng họ Bùi Duy vào dâng cái tam hương kính viếng hương hồn ông. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa toàn thể phòng tang, nhận được tin ông qua đời, dòng họ Bùi Duy sắm sửa lễ nghi đến kính viếng hương hồn ông và chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể tang quyến. Để tưởng nhớ thương nhớ ông, tôi đề nghị tất cả quan viên trong dòng họ dành cho một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Để đưa đeo phận lễ viếng cho hương hồn ông Bùi Duy Cường buổi chiều ngày hôm nay, ra đây ban tam lễ gia đình xin trân trọng kính mời lễ viếng của họ Bùi Duy ngày một vào dâng cái tam hương kính viếng hương hồn ông. Xin trân trọng kính mời. Cha ơi, ba hồi trống cái đã vang lên như bóp nghẹt trái tim người thân, hai dòng tộc và con cháu. Cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Cha ơi, nắp quan tài vẫn chưa đóng chặt, mà căn nhà này lạnh lẽo quá. Cha ơi, xin chào cảm ơn lên tiếng gia đình vâng đông sau khi về thăm hương thương nhớ cháu sau đều để đào tang tới nước từ chào chia buồn cùng toàn thể tang quyến chiều ngày mai xin kính bày gia đình bác có chút thời gian chào này gia đình nhân chầu nước sau đó đến giờ tổ nét viên điều tiên đã cháu về thôi an nghỉ cuối cùng vào thời gian 14 giờ chiều ngày mai. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Và lễ viếng tiếp theo ra đây mang tâm để gửi kim tuyệt vời nét yếu của anh thắng là để làm lý do vào thắp hương cúng kiến của bọn em. Xin trân trọng kính mời.
Xin kính mời gia đình chị Xuân Minh và gia đình Nhi Âm Quang Du sau khi về tới cái tâm ưu kính dĩ các gọi đông trong đưa đại đạo tang các bạn người Mỹ trên nước từ chầu chưa một cộng toàn thể tam viện gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin mời các em là bạn của Quang sau đợt đấy kính viếng anh xong. Gia đình xin mời các em ở là rào tang sơi nữ sơi chầu và chi buồn cùng gia đình tang quyến buổi chiều ngày hôm nay. Gia đình xin mời gia đình cho hiểu sau cái thắp hương thăm viếng cháu xong. Gia đình xin mời gia đình chú ở lại bàn trà sơi nước sơi chầu và chi buồn cùng gia đình tang quyến buổi chiều ngày hôm nay. Gia đình xin mời chị Nam và anh Thuận sau đợt đây kính viếng em xong. Gia đình xin mời các anh các chị ở lại bàn trà sơi nước sơi chầu và chia buồn cùng gia đình tang quyến buổi chiều ngày hôm nay. Gia đình xin mời các em sau khi đợt đây kính viếng anh xong, gia đình xin mời các em ở đặt dạp tang sơi chầu bài nước và nói chung có việc tang lễ của anh buổi chiều ngày hôm nay. Ra đây ban tổ chức tang lễ và gia đình xin mời đại diện hội phụ huynh và tập thể lớp 9C và giáo viên chủ nhiệm đặt lễ kính viếng một chú hôm nay xin trân trọng kính mời. Kính thưa gia đình tang chủ, thưa toàn thể phòng tang, nhận được tin ông Bùi Duy Cường qua đời, chúng tôi thay mặt cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn có sắm sửa hương hoa về kính viếng hương hồn ông và chia sẻ
những nỗi đau thương mất mát với gia quyến, để tỏ lòng thương xót đến ông, đề nghị trong đoàn dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Chi bày cán bộ và nhân dân thân Bắc trong khi về đặt vòng hoa tôi đến thăm hương kính kính và gọi đầu sau. Chi bày cái đoàn đưa đầy đào tang ra bàn ngồi ghế từ nước từ chầu để gia đình đồng thành trên đường tỏ bày cảm ơn. Chiều ngày mai chi bày cán bộ và nhân dân thân Bắc có chút thời gian cho đại gia đình nhân chầu uống nước. Sau đó đến giờ rồi đã chi điều tiên ông về nơi an nghỉ cuối cùng vào thời gian 14 giờ chiều ngày mai. Càng lớn khôn trưởng thành, chúng con luôn thấm nhuần lời cha mẹ dạy. Làm con hiếu thì phải thông tuệ đạo tam cương và ngũ thường, nhân lễ nghĩa trí tín và công dung ngôn hạnh. Cha ơi, con viết về cha, làm sao tả hết bao la biển trời. Nhờ cha con sống trên đời, như cây xanh có mặt trời nở hoa. Vâng, lời cha mẹ dạy còn ngân vang mãi trong trái tim chúng con, thật ngọt ngào sâu lắng, thắm đượm tình cha nghĩa mẹ cao cả thiêng liêng. Công ơn cha mẹ như biển trời bát ngát, tự đáy lòng chúng con ngân câu hát ấm nồng. Cánh cỏ cõng nắng qua sông, chở luôn nước mắt cay nồng tình cha. Cha như một dải ngân hà, con là giọt nắng sinh ra từ nguồn. Trong gia đình, cha mẹ là người ông bà mẫu mực. Với bà con làng xóm, cha mẹ luôn tích cực tham gia mà hoạt động nhân ái, gắn kết tình người đầm ấm hương thôn. Gia đình xin mời gia đình bác được cùng với các anh các chị sau khi đặt lễ thắp hương thăm viếng cháu và các anh các chị đặt lễ kính viếng em xong, gia đình xin mời bác và các anh các chị ở đại bàn trà sơi nước sơi chầu và chi buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay.
Tuần hương kính viếng đã xong, gia đình tang chủ có lòng cảm ơn. Gia đình xin mời các em là tình hàng xóm sau đã đây kính viếng anh xong. Gia đình xin mời các em là rào tang sơi nước sơi chầu và chia buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay. Gần khi vui lúc khó ta cần có nhau, gia đình đang lúc thương đau chúng tôi xóm chợ cùng nhau đến chia buồn. Hỡi ông Cường ơi, sao ra đi không một lời chào, vì căn bệnh hiểm đã cướp ông vào cõi âm. Được tin ông, chúng tôi thương xót và sầu tâm, đã đến kính viếng bên mâm lễ này. Thôi thì số phận đến nay, ông về theo tiên tổ bổ ngay anh em với bạn bè. Chúng tôi đang đứng trước bậc hè, thắp hương mặc niệm ông nghe không nào. Thôi thì vĩnh biệt và xin chào, từ nay ông đã đi vào ngàn thu. Cuộc đời thanh thản nhưng ai cũng có lúc âm u, nay về cõi Phật ngàn thu yên bình. Thương ông nằm trương gối đất một mình, ông đi để lại nghĩa tình dài lâu. Gia đình vắng bóng chẳng thấy ông đâu, vợ con hớn hụt âu sầu ông ơi. Thế là ông đã thành thơi, chúc ông yên giấc trốn nơi suối vàng. Ông đi bỏ xóm bỏ làng, bà con cô bác thấy càng nhớ thương. Vong hồn ông đã phảng phất vấn vương, dõi theo tiếng trống trên đường tiếng đưa. Hương ông trời chuyển lắng nhẹ chứ không mưa, giải luồng gió mát tiễn đưa ông về. Âm dương đã sát cận kề, ông đi mãi mãi không về nữa đâu. Nghĩa tình như thể biển sâu, vợ con thương nhớ tìm đâu bây giờ. Hỡi ông Cường ơi. Gia đình xin kính mời các đoàn sau đã đây kính viếng ông Cường xong. Gia đình xin mời đoàn hoa đẹp bàn trà sơi nước sơi chầu và chia buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay.
Gia đình xin mời các em Nam Bắc và em Hùng Tuấn, em Trọng, em Chiếm, Nhiệm và em Trung Đức và em Hồng Dũng, em Lan Phong và em Xuân Tuế sau đợt đây kính viếng anh xong. Gia đình xin mời các em ở đài giảm tang sư chầu mời nước và chịu buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay. Gia đình xin mời các anh chị con bác sinh được sau đợt đây kính viếng em xong. Gia đình xin mời các anh các chị ở đài giảm tang xơi nước xơi chầu và chi buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay. Xin mời các cho tập thể lớp 9B là bàn với con gái Hòa của chú sau đặt lấy kính viếng chú xong. Gia đình xin mời các cháu ở đài giảm tang sư chầu mời nước và chia buồn cùng gia đình tang quyến buổi tối ngày hôm nay. Một gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, cả làng cả xóm họ tộc nội ngoại, ai cũng mừng vui. Nhưng chớ trêu thay, điều không ngờ nỗi buồn ập đến với gia đình ta. Chị em chúng con dù rất bận vì cuộc sống mưu sinh, cũng luôn thay nhau túc trực bên giường bệnh của người, để mong được phụng dưỡng nâng giấc và cầu Phật trời tổ tiên phù hộ độ trì cho cha bình phục, để cùng mẹ con gia đình thụ hưởng phúc lộc bền lâu. Và chỉ biết chắp tay cầu Bồ Tát linh thiêng xin cứu độ. Phật trời mầu nhiệm rủ lòng thương, để cha mạnh khỏe bình an mãi, con cháu vơi sầu cảnh xót thương. Nhưng than ôi, căn bệnh quái ác đã cướp đi người chồng yêu dấu của mẹ chúng con, cướp đi người cha kính thương, chị em chúng con luôn quý trọng tự hào. Tuy chi sinh tử huyễn, ly biệt diệt thương tâm, tin cha ra đi đột ngột thật bất ngờ với mẹ con, với chị em chúng con và gia đình họ Mạc, bà con xóm làng. Bản cáo phó cờ tang ủ rũ, báo tin buồn cha đã ra đi. Cha ơi, đời vô thường là thế, mẹ của chúng con đau buồn đến tột cùng của nỗi đau. Trời hôm nay thê lương ảm đạm, chúng con mất cha đành nuốt lệ vào tâm.
lúc hay tin cha yếu đau, toàn gia tộc mong cầu cha bình phục. Nhưng hỡi ôi, ngao ngắn thay cuộc đời dâu bể, rụng rời cơn chia rẽ âm dương, làm cho đau đớn thảm thương, vừa đây sao đã đoạn trường bi ai. Cha ơi, còn đâu gặp lại dáng ngày xưa, quặn lòng đau những tái tê, cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi, cha vội đi đâu, để cho con cháu chưa kịp nói câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông thâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi? Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đặng lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn? Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở sầu thương khóc người. Cha ơi, chúng con những mong ngày thêm rộng, tháng thêm dài, để chúng con có dịp được báo hiếu phụ dưỡng, đáp đền công lao của cha cao vời vợi. Vậy mà giờ đây không ngờ con cháu của cha lại sớm phải mang những vành khăn tang nặng thương nặng nhớ. Ôi than ôi, gió thổi nhà thung, mây u sầu về che cõi tử, dáng hình người một mai vắng vẻ, các con đã mất một người cha kính yêu. Âm dương từ nay đôi ngả xa vời, mây phủ kín trông càng đau đớn. Nhìn linh vị cha mà lòng chúng con và cả gia tộc đau như cắt, như sát muối lòng trăm mối vỏ tơ. Cha ơi, chúng con mất cha buồn lắm cha ơi, làm sao bày tỏ bao lời trong con. Bao nhiêu tâm sự trong lòng, từ đây chôn mãi theo dòng thời gian. Cha ơi, thương nhớ vô vàn, người cha đáng kính đã ngàn trùng xa. Cha ơi, ngày tháng bao la, đâu được gọi cha, cha đã đi xa mất rồi. Có ai hiểu được thấu lòng con, cha đi xa mãi trong lòng con nghẹn ngào. Rồi đây con sẽ ra sao, niềm vui cuộc sống nơi nào cha ơi? Đau xót lòng con cháu lắm cha ơi. Cha ơi, trong niềm xót thương vô hạn không nói nên lời, chúng con chỉ biết gọi cha trong vô vọng mà thôi. Xin mời các cháu thông về đơn vị tham mưu kinh nghiệm các bậc bác sau.
Nơi đây đảo tang trên nước xin chào chư bà cộng toàn thể tang quyền. Chiều ngày mai xin kính bài tập thể các cháu lớp 12B trường phổ thông trung học Hà Bắc niên khóa 2019-2022. Bất chấp thời gian trở lại gia đình nhân chầu hướng nước, sau đó đến giờ thuyền đã chơi điều tiến nước Bắc về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Gia đình xin trân trọng cảm ơn nét diễn của gia đình bác Hải Hoan ở Quảng Ninh. Sau khi về thắp hương thương nhớ cháu sau, xin kính mời gia đình bác đưa đại thờ tang các bà người ghế trên nước từ chầu chia buồn cùng toàn thể tang quyền. Chiều ngày mai xin kính mời gia đình bác trở lại gia đình trên chầu hướng nước, sau đó đến giờ từ nãy chia điều tiến đến cháu về nơi an nghỉ cuối cùng vào thời gian 14 giờ chiều ngày mai. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Không lạnh thầu, không vì sao mẹ đã ân thương con, nhưng thương nghĩ lắm kỷ niệm cha trong trong mắt, một tình tình thương cha còn đậm lời. Thank you.
còn vòng xe xanh nhưng đổi đổi thế xưa mà nghĩa thì mẹ cứ đứng trước ngoài sàn sàn xe làm ước thời nào đã ký mẹ chơi trò chơi tiếng nói đại đạo đã làm con cha ơi, thời gian thấm thoát trôi qua, cha về nơi cực lạc, bông hoa đổi màu. Cuộc đời bao nỗi thương đau, con tim thổn thức vì đâu có mình. Nhờ ơn trời Phật anh linh tạo ra nhân thế ban tình thương cha. Dù chị em chúng con phải bôn ba, công cha là cớ khi xa.
nhớ về. Cha ơi, vì cha cho con tấm thân an, nuôi con khôn lớn không màng khó khăn, cho con áo ấm cơm thơm, đem lời dạy dỗ ân cần khuyên răn. Ơn cha như núi Thái Sơn, cho con chân cứng đá mềm trường chinh. Cha như ánh nắng bình minh, soi đường con vượt thác gành vững chân. Cha là ngọn núi canh tân, cho con đức trí song vần thưa cha. Cha là cội gốc cơ đồ, chỉ đường con tới bến bờ vinh quang. Dẫu cho tát cạn biển đông, xây nền đắp núi ghi công cha hiền. Và toàn thể dòng tộc hộ ngoại hai bên, kính thưa toàn lễ, giờ đây phút chia lặng ngồi thương tiếc, giờ đây đoàn kim nhạc từ quê hương Vĩnh Bảo trở về đây làm lễ xưng hương, chúc cho ông về cõi nhất bản, về cõi vĩnh hằng an nghỉ sức ngàn thu. Sau đây đội ban kim nhạc thuộc cơ sở Hoàng Vương cũng có ta lễ phục vụ chiều ngày hôm nay. Sau đây đội kim nhạc tấu lên những bản nhạc tình cha, lễ dương hương sẽ được bắt đầu. Thank you.
tiếng trang đi lần sau cuối. Giờ đây các con các cháu chúng ta một đến ngồi vui để cái tiền có đò cho ông để chúc ông về nơi xuống gọi vĩnh hằng chẳng hiểu không lòng chúng con đau quằn dài sầu cổ chúng con đến ngày tham phật bao lâu người đến chúng con đến tương ngày cha đạo tạo dựng nên chúng con như hình bóng dài được giờ đây chúng con nước mong tránh ngày nhưng cha không còn nữa. Đã hy sinh lòng chúng con đau thương rất sầu chia nỗi niềm thương xin kính mời quý đoàn đến đây đào tang trên nước từ chầu sau đó đến giờ từ đấy chuyển điều tiến ông về nơi an nghỉ cuối cùng gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sau đây ban tổ chức đã tang chúng tôi xin trân trọng kính mời ban tang lễ của địa phương lên tuyên bố lễ to buổi đưa tang ông chiều ngày hôm nay xin trân trọng kính mời. Kính viếng hương hồn ông Bùi Duy Cường. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang. Đã đến giờ tổ chức lễ tri điệu và tiễn đưa ông Bùi Duy Cường. Thay mặt cho ban tang lễ, tôi xin kính mời các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân trong phòng tang ổn định để buổi lễ được bắt đầu. Kính thưa hương hồn ông Bùi Duy Cường, kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang. Ông Bùi Duy Cường sinh năm 1976, trú quán tại thôn Bắc, xã Hồng Ngạn, huyện Thái Nhà, tỉnh Hải Dương, đã từ trần. Hôm nay ban tang lễ thôn Bắc cùng gia quyến tổ chức lễ tri điệu
và tiễn đưa ông Bùi Duy Cường về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Ngọc Vĩnh, trưởng thôn, trưởng ban tang lễ lên thắp hương và đọc tóm tắt tiểu sử ông Bùi Duy Cường. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa hương hồn ông Bùi Duy Cường, kính thưa gia đình hiếu trụ, kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ tang ngày hôm nay. Ông Bùi Duy Cường sinh ngày mùng 1 tháng 5 năm 1976, sinh quán thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Chú quán thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trong thời gian qua, ông lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh hiểm nghèo nên đã không qua khỏi. Ông đã từ trần vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 21 tháng 3 năm 2024, tức ngày 12 tháng 2 năm Giáp Thìn. Ông hưởng 49 tuổi. Hôm nay, ban lễ tang thôn Bắc cùng gia đình tang quyến, dòng tộc và toàn thể nhân dân trong thôn ngoài làng đã có mặt đông đủ trong phòng tang để tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong giờ phút đau thương mất mát này, tôi thay mặt cho ban lễ tang thôn Bắc xin chuyển lời chia buồn sâu sắc của đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tới gia đình hiếu chủ và dòng tộc. Kính thưa toàn thể phòng tang, ông Bùi Duy Cường được sinh ra và lớn lên trên quê hương xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Lúc còn nhỏ, ông được sống trong tình yêu thương của cha, của mẹ. Ông được đi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1994 đến năm 1996, ông đi bộ đội đóng quân tại kho xăng dầu Bộ Tư lệnh Hải quân. Năm 1996, ông hoàn thành nghĩa vụ của người lính, trở về địa phương tham gia lao động sản xuất cùng với gia đình. Đến năm 2000, ông xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Hạnh và sinh hạ được 3 người con, 2 gái, 1 trai. Các con của ông vẫn còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Gia đình ông luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Ông sống hiền lành, giản dị, luôn tôn trọng mọi người, yêu thương các con, hiếu thảo với bố mẹ, sống hòa thuận trên dưới với bà con làng xóm. Kính thưa toàn thể phòng tang, giờ vĩnh biệt âm dương đôi ngả, điểm lại 49 năm qua, kể từ ngày sinh ra và lớn lên cho đến hôm nay, ông nhắm mắt xuôi tay về với cõi vĩnh hằng cùng tiên tổ,
ông đã hoàn thành nghĩa vụ của một người công dân. Ông ăn ở với họ hàng, với thôn, với làng, luôn có tình, có nghĩa. Thế mà giờ đây, lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, ra đi mất rồi, để lại cho quê hương, gia đình, thân tộc, cùng vợ, các con, các cháu, anh chị em, ruột thịt, với nỗi nhớ không nguôi. Ông ra đi, vợ mất đi một người chồng, các con mất đi người bố thương yêu, gia đình mất đi người con hiếu thảo, một tấm lòng luôn trọn vẹn với quê hương, thôn làng, bầu bạn, bà con lối xóm, mất đi người hàng xóm, tối nửa tắt đèn có nhau. Mất mát đau thương này không gì có thể bù đắp được. Kính thưa hương hồn ông, giờ này đã đến lúc chia ly, vĩnh biệt ông về cõi vĩnh hằng. Với tất cả tình cảm trân trọng này, đứng bên di hài của ông hôm nay có các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thân quyến họ hàng, nội ngoại hai bên, bạn hữu xa gần và nhân dân trong thôn, ngoài làng đều tỏ lòng thương nhớ tới ông. Trước giờ phút ông dương cách biệt, mong ông hãy nhận lấy hương hoa, tình cảm của chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân. Chúc ông về cõi vĩnh hằng an giấc ngàn thu. Chào vĩnh biệt. Để tưởng nhớ và vĩnh biệt ông về nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân có mặt trong phòng tang đứng lên dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình nên có lời cảm ơn. Kính thưa ban tang lễ, anh trai tôi là Bùi Duy Cường, nguyên quán thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Anh trai tôi từ trần vào hồi 11:10 ngày 21/3/2024, tức ngày 12/2 năm Giáp Thìn, Tưởng Dương 49 tuổi, an táng tại nghĩa trang quê nhà. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và quan lối xóm, bạn bè gần xa, họ hàng thân thích, đảng ủy, nhân dân xã Hồng Lạc đã đến tiễn đưa anh trai tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn ban tang lễ đã tổ chức lễ tang chú đáo cho anh tôi. Tôi xin trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình chúng tôi rất mong được sự đồng cảm và tha thứ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thay mặt cho ban tang lễ, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian về dự lễ chi điệu và tiễn đưa ông Bùi Duy Cường về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây, tôi xin kính mời một vị đại diện cho dòng tộc lên chấp lệnh và đưa di hài ông Bùi Duy Cường lên xe tang về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. We'll be right back.
Kể từ đây, cha mãi lìa sang ngôi nhà mảnh vườn vĩnh biệt góc sân, hàng cây bể nước thân quen, để rồi họ hàng con cháu đưa cha lên cỗ xe tang, đưa cha về với non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là bao niềm thương nỗi nhớ của cả quê hương xóm này. Đến với tang lễ của cha hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội kèn chống tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là tình đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống ở trên đời, cha luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cha về hầu tiên tổ, tình làng nghĩa xóm với tang quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống chung thiêng liêng này, mọi người đều có mặt đông đủ. Tiếng trống phách của đoàn kèn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo thực trong tim rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay rợp cả trời xanh. Sống vinh hạnh chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Cha ơi, trong giây phút đau thương này, bước chân con cháu họ tộc hàng xóm láng giềng chậm chậm như níu lại thời gian, kéo lại buổi tiễn đưa cha về cõi hạ. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Cha ơi, trong đoàn người tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng, có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, bạn bè bằng hữu. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm. Cha ơi, cha mãi ra đi, dưới mái nhà thân thương nơi quê hương yêu dấu, khi không còn cha, chỉ còn mẹ của chúng con trên cõi đời này, chúng con xin hứa với cha sẽ chăm sóc mẹ, nâng giấc mẹ, cố gắng làm tất cả những gì hiếu nghĩa của những đứa con yêu của cha mẹ, và để người đời không chê trách. Ông đây, hỏi ông Cường ơi, thế là
là ông đã ra đi để thương để nhớ một khi vắng người. Hàng ngày ông vẫn vui cười, giờ đây ông đã là người quay âm. Ông trời cũng phải động tâm, rừng mưa thuộc lặng thương ông thế mà. Đời ông sống rất thật thà, ông đi để lại ngôi nhà thân thương. Vợ con luôn vẫn còn luôn, mong ông yêu thoát thiên đường thành thơi. Ba con miệng gọi bố ơi, nhưng bố đã trốn nơi dưới vàng. Ông đi bỏ xóm bỏ làng, bà con cô bác thấy cả nhớ thương. Vong hồn ông đang phản phất vấn thương, dõi theo tiếng trống trên đường tiễn đưa. Thương ông trời chuyển lắm nhẹ chứ không mưa, lại buồn gió mát tiễn đưa ông về. Dù chân công ngàn việc cứ về, cảm ơn con cho mỗi đã đưa ông về. Quấy âm ấy ông thường ơi. Đời cha mẹ đã trải qua bao nhọc nhằn vất vả để nuôi dạy chúng con, những mong cuộc sống của chúng con đẹp thêm hoa thêm nụ. Vậy mà hôm nay đây, nhớ lại xem thử bản thân mình, chúng con còn thấy nhiều thiếu sót. Công sinh thành chưa lo báo đáp, đây là việc làm chúng con từng ngày từng giờ còn khiếm khuyết. Cầu mong cha mở rộng lòng trời biển, nhân từ tha thứ cho chúng con cha nhé. Chúng con sẽ sống xứng đáng là những đứa con của cha mẹ, và cha mãi mãi là người cha bất tử của chị em chúng con. Cuộc đời cha thấm gió sương để mãi mãi đậm vị hương ngọt ngào. Công này ví tựa non cao, ơn này sánh tựa vì sao trên trời. Thiên thu vĩnh biệt là đây, trời cao lồng lộng đất dày thấm sâu. Sống nhờ đất chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi đất lại nuôi người. Đúng là đất với người là bạn đời muôn thuở, để bây giờ đất lại trở che. Về với đất đâu có phải là chết, là hóa thân làm đẹp quê hương. Người là hoa của đất, đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương ôm trọn cha yêu quý vào lòng, đưa hồn cha về với giấc ngủ thiên thu. Uống nước nhớ làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
làm người ở trên đời. Nhờ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng đó mới là hiền nhân. Vì đâu